Tìm cách hỗ trợ Ukraine, mọi người đã chuyển sang ứng dụng hẹn hò để thu thập thông tin tình báo của Nga và truyền bá nhận thức về cuộc chiến. Nhưng hiệu quả của những chiến thuật này như thế nào? Trong những ngày trước cuộc chiến tranh, phụ nữ Ukraine ở miền đông đất nước bắt đầu nhận thấy hồ sơ của binh lính Nga xuất hiện nhiều trên các nguồn cấp dữ liệu Tinder của họ. Một số tạo dáng trong bộ đồng phục và cầm súng trong ảnh của họ. Nhiều người lính được cho là đã cung cấp những vị trí chiến lược của họ bằng những bức ảnh mà họ gửi đi để tìm kiếm tình yêu. Giờ đây nhận thấy cơ hội điều này mang lại, những người đang tìm cách hỗ trợ Ukraine đang sử dụng ứng dụng này cho hoạt động gián điệp kỹ thuật số. Sarah, một sinh viên đại học ở châu Âu cho biết, cô từng thay đổi vị trí tài khoản Tinder của mình cho vui, muốn trò chuyện với mọi người từ các quốc gia khác nhau. Nhưng sau khi chứng kiến sự tàn phá ở Ukraine, cô này quyết định thay đổi vị trí tài khoản của mình và kết nối với những người lính Nga gần Penkhorod. Lúc đầu, cô định trêu chọc các tương hợp của mình. Các tương hợp là cách nói để gọi những người đã kết nối trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Nhưng sau đó Sarah nhận thấy rằng cô có thể sử dụng Tinder để thu thập thông tin. Sarah nói, tôi đã tạo một hồ sơ nữ giả hoàn toàn mới bằng những bức ảnh lấy từ Google, đã được Photoshop một chút để không bị tìm kiếm ngược lại hoặc nhận dạng. Cô này đã tạo ra một câu chuyện. Tôi bây giờ là một cô gái xinh đẹp đến từ một quốc gia nói tiếng Anh, học ngành thú y, yêu thích airsoft, tức là một trò chơi bắn súng giả, và là người có thái độ thân Nga. Sarah trò chuyện thân thiện với những người lính mà cô hợp tác, bày tỏ suy nghĩ của họ về cuộc chiến và cố gắng thu thập thông tin từ chiến trường. Vì Tinder báo cho bạn khoảng cách với các tương hợp, nên Sarah nhận ra rằng bằng cách tạo ra hai tài khoản Tinder giả và đặt vị trí ở hai khu vực khác nhau gần biên giới, cô có thể định vị vị trí chính xác của các tương hợp bằng phương pháp định vị 3 điểm. Cho đến nay, cô đã cung cấp thông tin chi tiết cho chính quyền Ukraine về hơn 70 tài khoản Tinder. Sarah nói, thật khó để biết rằng tôi đang lợi dụng họ, rằng tôi sẽ phản bội họ, cố gắng khiến họ thất bại hoặc thậm chí là thiệt mạng. Nó giống như một trong những quyết định đạo đức khó khăn mà bạn đưa ra trong trò chơi điện tử. Nó có cảm giác siêu thực. Đây không phải là tình huống duy nhất mà các quân nhân tiết lộ thông tin nhạy cảm của mình trên mạng Internet. Trước đây có thông tin cho rằng các điệp viên của Anh đã sử dụng Grindr để thu thập thông tin tình báo nhạy cảm về các kế hoạch chiến tranh của Tổng thống Vladimir Putin. Athina Karagiorgani, giáo sư về huy động kỹ thuật số và chiến tranh mạng tại Đại học Leicester và điều tra viên chính thức của DG Gen giải thích rằng các nhà chiến lược quân sự nhận thức được rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Athina giải thích, hiện tại rất khó để che giấu sự di chuyển của quân đội bởi vì Google đã lập bản đồ hoàn toàn mọi thứ. Tin tức Ukraine đã báo cáo rằng quân đội Nga đã bị tịch thu điện thoại trước khi tham chiến để giảm thiểu nguy cơ thông tin nhạy cảm bị chia sẻ. Hàng nghìn chuyên gia an ninh mạng được gọi là đội quân công nghệ thông tin của Ukraine đã gia nhập các nỗ lực chiến tranh chống lại nước Nga. Họ đã khuyến khích mọi người đăng thông tin về cuộc chiến ở những nơi mà người Nga có thể nhìn thấy. Các thông điệp chống Nga, phản đối chiến tranh đã xuất hiện trên nhiều nền tảng như Instagram hay thậm chí là các bài đánh giá trên bản đồ Google Maps. Nhóm HackTV Anonymous đã tham gia cuộc chiến, đề xuất đánh giá về nhà hàng như sau. Đồ ăn rất tuyệt, thật không may, Putin đã làm hỏng khẩu vị của chúng ta bằng cuộc chiến ở Ukraine. Hãy đứng lên chống lại kẻ độc tài của bạn, hãy ngừng giết những người vô tội. Chính phủ của bạn đang nói dối, hãy thức tỉnh. Triển khai một chiến thuật tương tự để nâng cao nhận thức, một KOL người Litva có tên là Andrzej Kulitaitė, có tài khoản có 88.600 người theo dõi, đã khuyến khích những người theo dõi mình trên Instagram và Facebook mua Tinder Gold hoặc tải Badu, ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất ở Nga. Dịch vụ cao cấp của Badu và Tinder cho phép người dùng thay đổi vị trí của họ sang Nga để kết nối nhiều hơn với binh lính Nga và người dân Nga, để tuyên truyền chống lại cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Kulitaitė chia sẻ, không phải tất cả mọi người ở Nga đều nhận thức giống phương Tây về cuộc chiến. Chúng ta đang sống trong một thế giới tuyên truyền. Vì vậy hãy tuyên truyền sự thật của chúng ta cho người Nga. Hãy cùng sử dụng những ứng dụng hẹn hò theo một cách hữu ích. Hãy nói cho người Nga về những tội ác hiện tại ở Ukraine. Ý tưởng này thu hút sự chú ý của một số người theo dõi. Evelina Dukić, người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ở thủ đô Litva Vilnius, giải thích rằng cô ấy sử dụng Tinder vì cảm giác bất lực và mong muốn làm điều gì đó trong sự tuyệt vọng. Một trong những bức ảnh mà Evelina đăng tải trên trang cá nhân cho thấy cô đang nằm trên một bãi biển với lá cờ Ukraine che trước ngực. Cô nói, tôi tin rằng với một số sự hỗ trợ, người Nga sẽ xuống đường chống lại cuộc chiến. Trên ứng dụng hẹn hò, phần mô tả Evelina bao gồm một lời cầu xin mãnh liệt được viết bằng tiếng Nga, kêu gọi mọi người hãy xuống đường và phản đối chiến tranh. Cô chia sẻ, một anh chàng người Nga rõ ràng rất khó chịu với những gì đang xảy ra. Anh ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn thoại dài 4 phút nói rằng mọi người chỉ là thịt đối với Putin và thật vô nghĩa khi ra ngoài và phản đối, bởi vì ý kiến của mọi người không quan trọng đối với Putin. Thế nhưng không phải ai cũng như vậy. Evelina cho biết, nhiều người Nga đã đáp trả cô với thái độ bài ngoại và thông điệp ủng hộ chính phủ Nga. Pleshevichius, một giám đốc bán hàng của một công ty viễn thông Litva, cũng bị thúc đẩy bởi bài đăng của KOL Kulitaitė và đã đặt tài khoản Tinder của mình ở một thị trấn nhỏ của Nga. Thông điệp kêu gọi người Nga xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh của cô đã nhận được nhiều phản hồi khác nhau. Một trong những trường hợp của cô đã trả lời, tôi sẽ có mặt tại cuộc biểu tình vào thứ Sáu. Vinh quang cho Ukraine, nói không với chiến tranh, nói không với Putin. Một trường hợp khác thì lên án chiến tranh nhưng giải thích rằng việc sống trong một thị trấn nhỏ khiến việc biểu tình trở nên không an toàn và gợi ý rằng Pleshevichius nên nhắm tới những người sống ở các thành phố lớn. Hậu quả nghiêm trọng của việc phản đối chiến tranh ở Nga là một trong những lý do khiến Athina hoài nghi về tiềm năng tác động của sáng kiến Tinder. Athina nói, nếu bạn có hàng nghìn người nói trên Facebook rằng họ sẽ xuống đường biểu tình và sau đó bạn thấy hàng nghìn người làm điều đó, bạn sẽ cảm thấy được khuyến khích để mạo hiểm tính mạng của mình. Cách tuyên truyền trên Facebook được cho là hiệu quả hơn so với những lời thi thầm trên các ứng dụng hẹn hò. Athina tin rằng, với những người nổi tiếng, tức là các KOL, ngoài việc tăng danh tiếng, bạn không nhận được bất cứ điều gì. Athina đặt niềm tin vào các chiến dịch huy động kỹ thuật số thành công hơn khi có mục tiêu, mục đích rõ ràng. Liệu Tinder có thể châm ngòi cho một phong trào quần chúng hay không? Có lẽ là điều đáng nghi ngờ. Nhưng một số người vẫn kiên trì, như Evelina suy đoán. Có lẽ nếu bạn xây dựng tình bạn trước, lấy lòng tin của họ rồi cố gắng trình bày ý kiến khác với họ từng chút một, việc đó có thể thay đổi quan điểm của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.